Truyện vạn cổ thần đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại KMO Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đã hữu đã lắng nghe. Tập 244, Độ kiếp bỏ mình. Nhà xá Thanh Dạ lạnh buốt đói. Trương Nhật Trần cực kỳ tin tưởng, dùng tu vi quán hiện tại, mặc dù có Long Linh Phong Ngưu Tử gia trì, nhưng so với tử thực kỳ sĩ và nhà xá Thanh Dạ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đã như vậy thì công cường liều mạng với bọn họ, hôm nay có thể chém giết hai vị thánh giả thượng phẩm đã xem như đại hoạch toàn thắng. Vậy sao? Ngón tay Trương Nhật Trần sờ vào tay áo, giữa hai ngón tay xuất hiện một tấm phù lục nâng ở giữa không trung. Đói. Các hạ là ngân bào trưởng lão của bất tử thần điện, kiến thức rộng rãi, nhất định nhận thức phù lục này à? Nhà xá thánh giả tập trung nhìn vào phù lục, cẩn thận quan sát, rất nhanh liền nhận ra. Đói. Nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp, tứ kiếp, ngũ kiếp trấn thánh phù. Mau lui lại, không nên tới gần hắn. Nhà xá thánh giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, một mực xông ra thấy ông cổ thành mới ngừng lại. Dương Sinh và Vạn Hâm thánh giả cũng biết ngũ kiếp trấn thánh phù lợi hại, vội vàng chạy ra thấy ông cổ thành. Tự Khanh đang cách Trương Dực Trường xa một ít, duy chỉ có tử thần kỳ sĩ vẫn đứng tại chỗ, lộ ra thong dong trấn định. Đói. Ta không tin người dám thi triển ngũ kiếp trấn thánh phù, trừ phi người muốn giết chết toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong thái âm cổ thành. Ngũ kiếp trấn thánh phù đích thực là có lực khủng bố tuyệt luân, có thể giết chết thánh giả, thế nhưng thật muốn sử dụng ở trong thái âm cổ thành, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ trong thành sẽ tan thành mây khói. Chính vì nhìn ra điểm này, tử thần kỳ sĩ mới không ý kỵ ngũ kiếp trấn thánh phù. Thanh Long thánh giả không dám buông lỏng cảnh giác, kéo căng thần kinh, sợ Trương Dực Trần thực sự dẫn động ngũ kiếp trấn thánh phù, đến lúc đó mấy chục vạn tu sĩ sẽ trở thành vật bồi táng của tử thần kỳ sĩ. Trương Dực Trần gàn dạng lần, không nên dẫn động ngũ kiếp trấn thánh phù. Tỉnh táo một chút, đại nhân vật của Lượng Nghi Tông rất nhanh sẽ đuổi tới, đến lúc đó thánh giả huyết tộc một người cũng trốn không thoát. Thanh Long thánh giả nói. Trương Dực Trần lắc đầu thở dài, vốn đang định sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù dọa chư thánh của bất tử huyết tộc, hiện tại xem ra chương này căn bản không dùng được, hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Trương Dực Trần thu hồi ngũ kiếp trấn thánh phù, nói. Được rồi, vậy thì không sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù. Nhà xá thánh giả, Dư Sinh, Vạn Hâm thánh giả biết Trương Dực Trần ở thái âm cổ thành không dám sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù, vì vậy lần nữa xông vào thành. Trong tay nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù thì thế nào, còn không phải chỉ có một con đường chết. Dư Sinh phát ra tiếng cười âm trầm. Không nên ép ta. Trương Dực Trần nói. Bất ngươi thì thế nào, ngươi dám dùng ngũ kiếp trấn thánh phù sao? Vạn Hâm thánh giả cho rằng đã nắm giữ nhược điểm của Trương Dực Trần, không kiên để gì cả, cười dài một tiếng. Trương Dực Trần mặc kệ bọn hắn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn đang nhìn cái gì? Chư thánh của bất tử huyết tộc và tu sĩ trong thái âm cổ thành đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không thái âm cổ thành xuất hiện một mảnh lôi vân đen nghịt, che đầy tinh không và minh nguyệt. Lôi vân càng ngày càng dày, phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, khiến cho bầu trời càng ngày càng thấp. Rầm rầm, trong mây đen có lôi điện xuyên toa, truyền ra thanh âm trấn thái âm cổ thành nhẹ nhàng rung rung. Ta muốn độ trấn thánh kiếp lần thứ ba. Dưới kiếp vân trận thánh và thánh giả đều bị tập trung, hiện tại các ngươi có trốn hay không? Mặc dù là muốn độ kiếp, Trương Dực Trần cũng rất lạnh nhạt. Ai có thể ngờ tới ở thời khắc nguy hiểm như vậy, Trương Dực Trần còn dám độ sinh tử kiếp. Hắn không muốn sống nữa sao? Thật là một người điên. Dư Sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm tử thần kỳ sĩ, rất muốn biết hắn sẽ làm ra quyết định như thế nào. Trương Dực Trần là muốn đạo khách thành chủ, chỉ cần chúng ta rút khỏi thái âm cổ thành, hắn nhất định sẽ lập tức sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù. Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, là trước khi lôi kiếp hàng lâm, toàn lực ra tay trấn giết Trương Dực Trần. Ý chí của tử thần kỵ sĩ cực kỳ kiên định, chân phải giữa mặt đất, thân thể giống như mũi tên lao ra, trường mâu đâm tới ngực Trương Dực Trần. Trương Dực Trần điều động thánh khí toàn thân, liên tục rót vào trong yêu cổ kiếm. Trên thân kiếm liên tiếp hiện ra 3.000 đạo minh văn. Ầm ầm, kiếm khí tràn ra, vung chém với phía tử thần kỵ sĩ. Tử thần kỵ sĩ bị trọng thương. Trương Dực Trần lại có Long Linh Phong Ngưu Tử gia trì, vì vậy Trương Dực Trần lại có thể chống lại tử thần kỵ sĩ mấy chiêu. Tử thần kỵ sĩ không thể giết chết Trương Dực Trần. Trong kiếp vân, lôi điện lại hạ xuống, không chỉ đánh về phía Trương Dực Trần, trong thái âm cổ thành tất cả trưởng thánh và thánh giả đều bị công kích. Mau chạy ra thái âm cổ thành, bằng không chúng ta sẽ chết ở trong lôi kiếp. Vạn Hâm thánh giả rốt cuộc cười không nổi, sau khi ngăn cản đạo lôi điện thứ nhất, là triển khai huyết dực trên lưng, nhanh chóng bay đi, muốn chạy ra khu vực kiếp vân bao phủ. Hiện tại mới muốn chạy trốn đã muộn. Trong kiếp vân, Trương Dực Trần sinh tử kiếp là một kiếp kinh khủng nhất, rất nhiều thiên tài đều chết ở trong kiếp này. Kiếp lôi rất nhanh sẽ rơi xuống lần nữa, người không muốn sống sao?
Trong miệng Vạn Hâm Thánh Giả phát ra tiếng gào thét, đồng thời toàn lực vỗ huyết dực bỏ chạy ra xa. Trước khi ta bị kiếp lôi đánh chết thì nhất định sẽ chém ngươi, Trương Dực Trần nói. Theo Trương Dực Trần phóng tới Vạn Hâm Thánh Giả, kiếp vân trên bầu trời cũng bay qua theo, từng tia lôi điện uốn éo quấn quanh, rầm rầm đánh rơi xuống dưới. Bang ầm ầm, Trương Dực Trần và Vạn Hâm Thánh Giả đều bị kiếp lôi đánh trúng, thân thể rung lên đồng thời rơi xuống đất. Thân thể Trương Dực Trần cường đại, toàn thân 144 khiếu mở ra, tạo bắt thánh quang sáng ngời, ngăn cản được lực lượng lôi điện. Nhưng thân thể của Vạn Hâm Thánh Giả lại không có mạnh như vậy, làn da bị phách cháy đen, giống như biến thành tha cốc. Kiếm lục, Trương Dực Trần điều động ra kiếm ý cường đại, hai tay cầm trùm yên cổ kiếm đẩy về phía trước, một kiếm đâm tới sau lưng Vạn Hâm Thánh Giả. Huyền kỹ chỉ, bàn chân Vạn Hâm Thánh Giả giẫm mạnh nhảy lên, đặt cho một đạo chỉ kinh va chạm với trùm yên cổ kiếm. Phốc phốc, vị trí mũi kiếm thánh huyết vẩy ra, Vạn Hâm Thánh Giả ngưng tụ ra thánh lực, tất cả đều sụp đổ, cánh tay phải bị kim khí quấy nát bấy. Khó trách thành dịch thánh giả bị hắn đánh chết, trùm yên cổ kiếm và kiếm lục kết hợp đích thực là không cách nào ngăn cản. Trong lòng Vạn Hâm Thánh Giả biết không phải đối thủ của Trương Dực Trần, vì vậy không hề do dự kích phát ra bí thuật chạy trốn, bộc phát tốc độ vượt xa vừa rồi gấp 5 lần. Tốc độ kinh người như thế, mặc dù là thánh giả thông thiên cảnh cũng mơ tưởng đuổi theo. Xé rách cho ta, bàn tay Trương Dực Trần đưa về phía trước, xé rách không gian hình thành một khe hở dài chừng 10 trượng, chặt đứt đường lui của Vạn Hâm Thánh Giả. Bọn hắn đã xông ra Thái Âm Cổ Thành, không ở trong phạm vi tự thần chi quang, tự nhiên có thể sử dụng không gian liệt phùng. Vạn Hâm Thánh Giả cưỡng ép cải biến phương hướng, tránh đi không gian nghiền đá phía trước. Đi không được, Trương Dực Trần quát lạnh một tiếng. Một đạo kiếm quang màu đen lướt qua người Vạn Hâm Thánh Giả, chém vào trên cổ hắn, chặt đứt đầu lâu. Mặc dù mất đi đầu lâu, nhưng Vạn Hâm Thánh Giả vẫn chưa có chết. Thân hình không đầu đánh ra hai đạo thánh thuật kích lên ngực Trương Dực Trần. Bành, Trương Dực Trần bay rớt ra ngoài, đụng vào tường thành, thân thể khảm đạm lên. Hai chỉ kinh của Vạn Hâm Thánh Giả phân biệt kích lên trái tim và lá phổi của Trương Dực Trần. Mặc dù có thập thánh huyết khả ngăn cản, nhưng vẫn làm cho Trương Dực Trần cảm thấy đau đớn, ít hầu gan gái, trong miệng chảy ra máu tươi. Trái tim và lá phổi đều bị thương không nhẹ. Thánh giả thượng phẩm sắp chết phản công, thực rất khủng bố, Trương Dực Trần thầm nghĩ. Ầm ầm, trong kiếp vân, lôi điện vừa thô vừa to hạ xuống, kích ở trên người Trương Dực Trần và Vạn Hâm Thánh Giả. Trương Dực Trần ngăn cản được tia lôi điện này, bên tai lại truyền đến hai tiếng độ vang. Hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, thi thể và đầu lâu của Vạn Hâm Thánh Giả bị lôi điện đánh trúng, đổ thành huyết vụ. Một khung xương và một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, lại một vị thánh giả thượng phẩm vẫn lạc. Trương Dực Trần kiểm tra thương thế trong cơ thể, phát hiện mình bị thương khá nặng, không dám đi đối phó thánh giả bất tử huyết tộc khác, mà toàn lực độ kiếp. Hắn ngồi dưới đất, ăn đang dược chữa thương, vừa chữa thương vừa đối kháng lôi kiếp. Tử thần kỵ sĩ Diêu Sinh, Nhã Xá tiên sinh đều chạy ra phạm vi lôi kiếp, đến ngoài 300 dặm, đứng trên một ngọn núi. Vạn Hâm Thánh Giả bị giết, Trương Dực Trần thần quan độc, thời điểm độ kiếp cũng có thể chém giết một vị thánh giả. Diêu Sinh cảm giác lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn Trương Dực Trần đuổi giết không phải hắn. Bằng không, dù hắn có thể ngăn cản được Trương Dực Trần công kích, chỉ sợ cũng sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Sắc mặt Nhã Xá thánh giả ngưng trọng, nói: Trương Dực Trần mới chuẩn thánh nhị kiếp đã lợi hại như thế, một khi vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ ba, chiến lược khẳng định nâng cao một bước, vậy thì giết hắn. Tử thần kỵ sĩ cảm giác cực kỳ bất mặt, đối phó một chuẩn thánh vậy mà liên tiếp tổn thất ba vị thánh giả thượng phẩm. Hôm nay nếu không giết Trương Dực Trần, hắn sẽ trở thành sỉ nhục trong tử thần kỵ sĩ. Tử thần kỵ sĩ nắm trường mâu, thánh khí toàn thân quán chú vào, sau đó hai tay phát lực lao về phía Thái Âm Cổ Thành. Trường mâu giống như một vì sao phi ở trong bầu trời đêm, phóng xuất ra liệt diễm đỏ thẫm, trực chỉ xếp bằng ở dưới tường thành hướng Trương Dực Trần. Thời điểm Trương Dực Trần sẽ bị trường mâu đục lỗ, bỗng nhiên một trận bàn màu đen hiện ra trước người Trương Dực Trần, đường kính trận bàn chừng hơn 100 trượng, giống như một thuận ứng hình tròn. Trường mâu và trận bàn va chạm, trong khoảnh khắc tốc độ giảm mạnh, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Tu sĩ trong Thái Âm Cổ Thành tất cả đều thở dài một hơi, lại có cao thủ trận pháp ngăn cản được một kích toàn lực của tử thần kỵ sĩ. May mắn ngăn cản được, nếu không trường mâu rơi xuống, chỉ sợ hơn phân nửa Thái Âm Cổ Thành sẽ hủy diệt. Tất cả mọi người tưởng rằng đại nhân vật của Lượng Nghi Tông đuổi tới, bất quá rất nhanh lại có người phát hiện dưới trận bàn lại đứng một con mèo mập. Con mèo mập kia chỉ cao một thước, hai chân sau đứng trên mặt đất, hai chân trước khởi động trường bàn. Ai có thể nghĩ đến lại là nó chặn công kích của tử thần kỵ sĩ. Con mèo mập kia hé miệng nói: Bản hoàng không phát uy, thật cho rằng bản hoàng là một con mèo bệnh sao? Nó giơ trường bàn hấp thu bộ phận lôi điện trong kiếp vân tới. Mấy trăm tia lôi điện màu tím xuất hiện ở trong trường bàn, ngay sau đó trường bàn bay lên trấn áp về phía tử thần kỵ sĩ Diêu Sinh, Nhã Xá thánh giả. Đây là con mèo mà Trương Dực Trần nuôi kia,
Nhà Sa Thánh Giả đã sớm nghe nói bên người Trương Nhật Trường đi theo một con mèo rất lợi hại, bởi vậy không dám khinh thị Tiểu Hắc. Ngón trỏ và ngón giữa của hắn chạm lại, tinh thần lực theo đầu ngón tay tuôn ra, rót vào mâm tròn. Mâm tròn bay ra ngoài, ở giữa không trung phát sinh va chạm với lôi điện. Tiểu Hắc và nhà Sa Thánh Giả là cách xa mấy trăm dặm đấu pháp, thậm chí muốn trấn áp đối phương. Ầm ầm, mâm tròn và trường bàn lôi điện liên tiếp đối kích mấy chục lần, đánh cho phương viên mấy trăm dặm hỗn loạn, rất nhiều địa phương hóa thành đất khô cằn. Một con mèo mà thôi, có cần uy mạnh như vậy hay không? Vậy mà đối kháng được gương bào trưởng lão của bất tử thần điện. Sao đại nhân vật của Lưỡng Nghi Tông còn chưa tới? Kiếp lôi càng ngày càng mạnh, cũng không biết Trương Nhật Trừng có thể khiên qua hay không. Tu sĩ nhân tộc trong thành đều cảm thấy lo lắng, hy vọng đại nhân vật của Lưỡng Nghi Tông nhanh chóng chạy tới, dùng thủ đoạn cường thế truy giết tử thần kỳ sĩ. Thế nhưng đại nhân vật của Lưỡng Nghi Tông lại thủy chung chưa chạy tới, càng chờ đợi càng làm cho người cảm thấy thất vọng. Bầu trời đã đánh xuống 72 đạo kiếp lôi, chỉ cần Trương Nhật Trừng lại khiên qua 9 đạo thì sẽ vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ 3, sinh tử kiếp. Một nữ đệ tử Lưỡng Nghi Tông siết chặt cọc tủ, khẩn trương đến ngừng thở. Thực hy vọng Trương Nhật Trừng nhanh vượt qua sinh tử kiếp, sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù tiêu diệt toàn bộ thánh giả bất tử huyết tộc, đó mới là đại khóa nhân tâm. Thời dịp Tiểu Hắc bị giả xá thánh giả kiềm chế, tử thần kỵ sĩ và Diêu Sinh đứng ở bên ngoài 300 dặm, không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích về phía Trương Nhật Trừng. Thực thánh hoa từ trong cơ thể Trương Nhật Trường lao ra, hóa thành dây leo dài vàng trượng, ngăn cản công kích của tử thần kỵ sĩ và Diêu Sinh, tranh thủ thời gian cho Trương Nhật Trường độ kiếp. Bất quá tu vi của tử thần kỵ sĩ và Diêu Sinh đều cao hơn thực thánh hoa, rất nhanh liền đánh thực thánh hoa trọng thương, dây leo và phiến lá đều bị đánh cháy đen. Ngoài khu vực lôi kiếp, Hoàng Nguyên Trường và Thanh Bạc đứng ở giữa không trung, chân đạp vân hà, ở trên đỉnh đầu của các nàng là một vầng minh nguyệt sáng tỏ. Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, da thịt của Hoàng Nguyên Trường ở ánh sáng long lanh, tóc dài màu lam tạo bắt ra từng hào quang điểm, cho người một loại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh Bạc nói: "Quận chúa, chúng ta ra tay đi. Chỉ bằng con mèo bột kia, căn bản ngăn không được ba thánh giả." "Lại chờ một chút, ta muốn nhìn tiềm lực quán cực hạn ở nơi nào." Ánh mắt Hoàng Nguyên Trần bình tĩnh như nước, nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần xếp bằng ở dưới tường thành, rất muốn biết dựa vào lực lượng của hắn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt hay không. Dưới tường thành, dây leo của thực thánh hoa cô bị đánh phí, chỉ có thể co rút vào trong cơ thể Trương Nhật Trần. "Trương Nhật Trần, ta đã hết sức, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Thanh âm của thực thánh hoa cực kỳ suy yếu, nói xong câu này liền lâm vào ngủ say. Sinh tử kiếp tổng cộng phải trải qua 81 đạo kiếp lôi tẩy lễ, hôm nay Trương Nhật Trừng đã nhận lấy 76 kiếp lôi, rất nhanh sẽ khiên qua. Thế nhưng tiếp tục xếp bằng ở dưới thành độ kiếp, hắn nhất định sẽ bị tử thần kỳ sĩ và Dương Sinh đuổi giết. Đến một bước này cũng chỉ có thể chiến. Trương Nhật Trừng đứng dậy, tập trung vị trí của tử thần kỳ sĩ và Dương Sinh, bước ra một bước, thi triển không gian đại đa di trực tiếp đến bên ngoài hơn trăm dặm. Ngay sau đó là thi triển ra lần không gian đại đa di thứ hai. Giờ rồi độ kiếp, Trương Nhật Trừng đã bị thương rất nặng, khẳng định cực kỳ suy yếu, người đi chặt giết hắn đi. Tử thần kỵ sĩ cho Diêu Sinh một mình lệnh. Diêu Sinh rất muốn chửi bới tử thần kỵ sĩ, ai cũng biết dù Trương Nhật Trừng lại suy yếu, trong tay cũng nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù, ai xông lên người đó nhất định sẽ chết. Rất rõ ràng tử thần kỵ sĩ phán đi đối phó Trương Nhật Trừng là muốn lợi dụng hắn phế bỏ ngũ kiếp trấn thánh phù. Biết rõ là chịu chết, Diêu Sinh làm sao có thể xông lên? Diêu Sinh căn bản không để ý tới mệnh lệnh của tử thần kỵ sĩ, thi triển bí thuật chạy trốn, trực tiếp đào tổ. Thứ sợ chết! Hai tay tử thần kỵ sĩ tạo thành quyền ấn, trong miệng phát ra âm thanh tức giận. Cuối cùng hắn không có đi giết Diêu Sinh mà công kích về phía Trương Nhật Trừng. Dưới kiếp vân, Trương Nhật Trừng và tử thần kỵ sĩ đồng mặt thập thánh huyết khải, dùng hết toàn lực đối công, đánh cho không khí chấn động, đại địa lắc lư. Tu vi của tử thần kỵ sĩ vượt xa Trương Nhật Trừng, đối bính chính kích, hắn liền đánh Trương Nhật Trừng bay ra ngoài. Ngay thời điểm tử thần kỵ sĩ xung phong lên chuẩn bị tiêu diệt Trương Nhật Trừng, đạo kiếp lôi thứ 77 hạ xuống, đồng thời bổ vào trên người của hắn và Trương Nhật Trừng. Lực lượng kiếp lôi cực kỳ hung mạnh, mặc dù là tử thần kỵ sĩ cũng bị đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Trương Nhật Trừng thở ra một hơi, từ trong bùn đất cháy đen lao lên, cầm trầm yên cổ kiếm, dẫn động thiên văn hủy diệt kình, toàn lực phát trảm xuống. Âm ầm, tử thần kỵ sĩ duỗi ra một thiết quyền ngăn cản trầm yên cổ kiếm công kích. Ngay sau đó hai người lại chiến. Trên không, kiếp lôi không ngừng rơi xuống. Đạo thứ 78, đạo thứ 79, đạo thứ 80, mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống đều đánh Trương Nhật Trừng và tử thần kỵ sĩ nằm rạp trên mặt đất. Thương thế trên người cả hai càng ngày càng nặng, đều thổ huyết, kiếm và quyền càng ngày càng chậm chạp. Trước khi đi vào Thái Âm Cổ Thành, tử thần kỵ sĩ đã bị thương rất nặng, lúc này bị lôi kiếp oanh kích, thương thế trong cơ thể đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Vốn dùng thực lực của hắn đánh chết thánh giả huyền hoàng cảnh cũng là chuyện dễ dàng, hôm nay mặc dù đối mặt một vị thánh giả thực phẩm cũng rất khó đối kháng.
Thời điểm đạo thứ 81 sắp rơi xuống, tử thần kỵ sĩ không chút do dự thu hồi trường mâu, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trương Dực Trừng không có đuổi giết lên, bởi vì thương thế của hắn còn nặng hơn tử thần kỵ sĩ, một mực cường chống, bằng không sớm đã ngã xuống. Ầm ầm, kiếp vân nhanh chóng xoay tròn, sau đó đạo thứ 81 rơi xuống, giống như thiên địa trường mâu, kích trên đỉnh đầu Trương Dực Trừng. Đại địa dưới chân Trương Dực Trừng sụp đổ, hình thành một cái hố không đáy đen xì. Lực lượng lôi điện kích trên mặt đất, hình thành nhiệt độ rất cao, địa vực xung quanh bị hòa tan, hóa thành nham tương đỏ thẫm. Sinh tử kiếp đã xong. Kiếp vân dần dần tán đi, ngôi sao và minh nguyệt sáng tỏ hiện lộ, tạo bắt ra từng sợi hào quang nhu hòa, uy thế thiên địa biến mất sạch sẽ. Tu sĩ nhân tộc trong Thái Âm cổ thành tất cả đều thở dài một hơi, rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không biết Trương Dực Trừng có vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ ba hay không. Rất khó nói, không phát hiện ở thời khắc cuối cùng ngay cả tử thuật kỵ sĩ cũng đào tẩu, không dám chọi cứng kiếp lôi sao? Trương Dực Trừng bị thương nặng như vậy, làm sao có thể còn sống? Thành phong thánh hỏa hóa thành thánh quang rơi xuống bên cạnh cái hố không đáy, phóng ra từ tư lực dò xét, không có phát hiện khí tức sinh bệnh. Trương Dực Trừng không thể vượt qua sinh tử kiếp, đã chết ở dưới kiếp lôi, thành phong thánh giả kết luận. Tin tức truyền ra, tu sĩ trong Thái Âm cổ thành đều thổn thức không thôi. Trong đó một ít tu sĩ trẻ tuổi có Trương Dực Trừng như thần tượng đều khó có thể tiếp nhận kết quả này, cảm giác cực kỳ bi thống, cho rằng Trương Dực Trừng không nên có kết cục như vậy. Trương Dực Trừng có thiên tư tuyệt đỉnh, có thể chém giết thánh giả thực phẩm, làm sao có thể độ không qua sinh tử kiếp? Thiên tư càng mạnh, đối tới sinh tử kiếp cũng càng mạnh, hắn chết ở dưới kiếp lôi cũng là chuyện rất bình thường. Trong lịch sử, nhân kiệt chết dưới sinh tử kiếp số lượng cũng không ít, rất nhiều tu sĩ đều đang thở dài. Sau đó một ít tu sĩ sử dụng quang phù truyền tin, truyền chuyện phát sinh đêm nay ra ngoài. Vô luận Trương Dực Trừng là của Lâm Phong hay tin tức Trương Dực Trừng đã vẫn lạc, đều sẽ khiến cho cung lưu giới hoành động. Tử thần kỵ sĩ và nhà xá thánh giả không có trốn xa, chú ý tới Trương Dực Trừng sinh tử. Tinh thần lực của nhà xá thánh giả bao phủ Thái Âm cổ thành, không có phát hiện khí tức của Trương Dực Trừng, lập tức thu hồi tinh thần lực, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói: có lẽ Trương Dực Trừng đã vẫn lạc, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Dực Trừng đã chết rồi sao? Tử thần kỵ sĩ nói. Ngay cả thanh phong thánh giả cũng xác nhận chuyện này, chắc có lẽ không sai, nhà xá thánh giả nói. Tử thần kỵ sĩ lại lắc đầu nói: không đúng, không đúng. Dù Trương Dực Trừng bị kiếp lôi đánh cho tan thành mây khói, thì trùng yêu cổ kiếm và thập thái huyết khải cũng sẽ không biến mất, không thấy gì nữa. Nụ cười trên mặt nhà xá thánh giả trở nên cứng lại, sau đó nhẹ gật đầu: có đạo lý. Trương Dực Trừng khẳng định chưa chết, hẳn là thanh phong thánh giả có ý giúp hắn giấu giếm chân tướng. Hắn muốn mượn cơ hội này kim thiền thoát xác, chạy ra tầm bắc của tất cả thế lực lớn, che giấu đến chỗ tối. Tử thần kỵ sĩ nói: hiện tại ta cầu thông bức tử thần điện, có lẽ có thể suy tính ra chân tướng sinh tử của Trương Dực Trừng. Nhà xá thánh giả tay ra mâm tròn, rót tinh thần lực vào, dùng mâm tròn làm môi giới, tiến hành cầu thông với bức tử thần điện. Cũng không lâu lắm, nhà xá thánh giả thu được bức tử thần điện hồi âm: Trương Dực Trừng chưa chết, đã tới Đông Dực. Có lẽ vừa rồi Trương Dực Trừng thông qua không gian trùng động đi tới Đông Dực. Đi, đi Đông Dực giết hắn. Tử thần kỵ sĩ nói. Chờ một chút, nhà xá thánh giả lại nói tiếp. Bức tử thần điện còn truyền đến một tin tức khác, bọn hắn lại phái ra ba tử thần kỵ sĩ trực tiếp tiến về Đông Dực giết Trương Dực Trừng, để tránh hắn lớn lên trở thành đại địch của bức tử huyết tộc, lại phái ra ba vị tử thần kỵ sĩ. Bức tử thần điện là hoài nghi năng lực của chúng ta sao? Tử thần kỵ sĩ cảm giác cực kỳ tức giận, chăm chú nắm hai nắm đấm, giữa ngón tay truyền ra thanh đùng đùng đùng. Không thể không nói, lúc này đây với giết Trương Dực Trừng đích thực là cực kỳ thất bại, không chỉ tổn thất ba vị thánh giả thực phẩm, hơn nữa còn làm cho Trương Dực Trừng thành công vượt qua sinh tử kiếp, tu vi càng tiến một bước. Nhà xá thánh giả và tử thần kỵ sĩ đều có thể cảm nhận được bức tử thần điện phẫn nộ. Nếu thực để ba vị tử thần kỵ sĩ khác trước một bước giết chết Trương Dực Trừng, như vậy bọn hắn phản hồi bức tử thần điện nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, phải ở trước khi ba vị tử thần kỵ sĩ khác ra tay tiêu diệt Trương Dực Trừng. Nhà xá thánh giả nói. Hồ thành đại trận của Thái Âm cổ thành đã mở ra, dù tu vi của nhà xá thánh giả và tử thần kỵ sĩ là cường đại như thế nào cũng không cách nào xâm nhập vào trong thành. Bởi vậy bọn hắn không thể mượn nhờ không gian trùng động của Thái Âm cổ thành, chỉ có thể đi nơi khác, mượn không gian trùng động chạy tới Đông Vực. Đông Vực, Lưỡng Nghi Tông, Trương Dực Trừng đã vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ ba, đích thực là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho tới bây giờ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, tàn thân suy yếu và tiêu tụy. Giờ phút này hắn và Tán Nguyên Kim Thánh ngồi đối diện nhau, đang uống một loại trà dùng để chữa thương. Tuy là dược trà nhưng hương khí xâm vào mũi, không có ngửi được vị thuốc. Thành Phong thánh giả lưng cõng một thanh thánh kiếm đứng ở cách đó không xa. Trương Dực Trừng nhìn qua Thanh Phong thánh giả khoan thai cười cười,
Sao Thanh Phong tiền bối không đến uống trà? Trên mặt Thanh Phong thánh giả lộ ra thần sắc xấu hổ, nói: Bừng đạo có tội trên người, không dám cùng giáo chủ và kim thánh bình khởi bình tòa, đứng ở chỗ này là được rồi. Ở thái âm cổ thành, tưởng thực kỵ sĩ trắng trợn giết chóc đệ tử Lương Y Tông, Thanh Phong thánh giả là bởi vì trong nội tâm sợ hãi mà không có ra tay ngăn cản. Trong lòng Thanh Phong thánh giả biết nhất định sẽ bị tông môn xử phạt, bởi vậy một mực kéo căng thần kinh, căn bản không dám cùng Trương Nhật Trường và Tá Nguyệt Kim Thánh uống trà nói chuyện. Lưỡng Nghi Tông phái đại nhân vật đi thái âm cổ thành chính là Tá Nguyệt Kim Thánh. Trước khi Trương Nhật Trường đổ sinh tử kiếp, Tá Nguyệt Kim Thánh đã đuổi tới thái âm cổ thành nhưng không có hiện thân. Thẳng đến Trương Nhật Trường đổ xong sinh tử kiếp, Tá Nguyệt Kim Thánh mới từ trong lòng đất mang hắn đi, thông qua không gian trùng động về Lưỡng Nghi Tông. Đồng thời Tá Nguyệt Kim Thánh thụ ý Thanh Phong thánh giả để hắn thả ra tin tức Trương Nhật Trường đã chết ở dưới lôi kiếp, từ đó trợ giúp Trương Nhật Trường kim tiền thoát xác, miễn cho lọt vào các cựu địch vi công. Trong lòng Trương Nhật Trường có rất nhiều nghi vấn, nhìn về phía Tá Nguyệt Kim Thánh ngồi đối diện, cuối cùng vẫn hỏi: Giảng bối rất ngạc nhiên, tiền bối đã giáng lâm thái âm cổ thành, vì sao không ra tay kích giết tự thần kỵ sĩ và ngưng bào trưởng lão? Tá Nguyệt Kim Thánh mỉm cười: Trong tay người nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù, trong tay tự thần kỵ sĩ cũng nắm giữ bảo vật cùng loại, nếu là phu ra tay, không, sát thực mà nói, chỉ cần hiện thân, tự thần kỵ sĩ nhất định sẽ sử dụng lại bảo vật kia giết chết lão phu. Bảo vật công kích còn lợi hại hơn ngũ kiếp trấn thánh phù. Trương Dực Trừng nói: Không sai. Trương Dực Trừng vẫn khó hiểu, nói: Thế nhưng vì sao tự thần kỵ sĩ không sử dụng bảo vật kia giết ta? Tá Nguyệt Kim Thanh nói: Bởi vì loại bảo vật này cùng huyết nhục của tự thần kỵ sĩ dùng là một thể, một khi kích hoạt, tự thần kỵ sĩ cũng sẽ chết. Trương Dực Trừng đã minh bạch, cũng không phải tự thần kỵ sĩ không muốn sử dụng bảo vật kia, mà là tự thần kỵ sĩ cho rằng đối phó Trương Dực Trừng căn bản không cần phải sử dụng loại bảo vật kia. Thế nhưng sử dụng loại bảo vật kia giết chết một vị kim thánh lại lợi nhuận rất nhiều. Loại bảo vật này chẳng phải khủng bố giống như tự bảo khí hải và thánh nguyên sao? Trương Dực Trừng nói. Tá Nguyệt Kim Thánh lắc đầu, nói: Muốn giết một vị tự thần kỵ sĩ bình thường, lão phu hoàn toàn có thể ở trước khi hắn tự bảo khí hải phá vỡ khí hải của hắn, cũng có thể ở trước khi hắn tự bảo thánh nguyên trước chặt đứt ý thức của hắn. Thế nhưng loại bảo vật này lại bất đồng, dù khí hải của tự thần kỵ sĩ nghiền nát và mất đi ý thức, chỉ cần tiến vào trạng thái tử vong, lực lượng hủy diệt kia sẽ lập tức bạo phát ra. Trương Dực Trừng nhíu mày, nói: Nói cách khác, mặc dù giết tự thần kỵ sĩ cũng không có tác dụng, như trước sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Không sai. Tá Nguyệt Kim Thánh khẽ thở dài. Trương Dực Trừng nói: Gặp được tự thần kỵ sĩ chẳng phải sẽ chết không thể nghi ngờ sao? Bằng không làm sao gọi là tự thần kỵ sĩ? Tá Nguyệt Kim Thánh lời đó xoay chuyển, cười nói: Có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể giết chết tự thần kỵ sĩ, hơn nữa toàn thân trở ra. Ta? Trương Dực Trừng đói. Tá Nguyệt Kim Thánh đói: Chỉ cần ngươi xé rách không gian, đánh tự thần kỵ sĩ vào không gian hư vô, như vậy dù bảo vật trên người tự thần kỵ sĩ bạo phát ra cũng không làm gì được ngươi. Trương Dực Trừng đỡ đủ cười. Điều kiện tiên quyết là tự thần kỵ sĩ cho rằng hắn có năng lực giết ta, không có ở trước tiên sử dụng bảo vật kia, bằng không ta cũng chỉ có một con đường chết. Tá Nguyệt Kim Thánh đưa mắt nhìn Trương Nhật Trường một lát, hỏi: Ngươi không chỉ là giáo chủ huyết thần giáo Cố Lâm Phong, cũng là đệ tử Lưỡng Nghi Tông Lâm Dạc à? Vâng. Không có gì phải giấu giếm, Trương Nhật Trường trực tiếp thừa nhận. Tá Nguyệt Kim Thánh không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhẹ gật đầu, nói: Kế tiếp có tính toán gì không? Nếu ngươi lại Lưỡng Nghi Tông, Lưỡng Nghi Tông nhất định sử dụng tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành một đời kim thánh. Ngón tay Trương Nhật Trường nhẹ nhàng vuốt chén trà, nói: Ở lại Lưỡng Nghi Tông dùng thương phận Lâm Dạc hay vẫn là thương phận Trương Dược Trần? Lâm Dạc. Tá Nguyệt Kim Thánh nói: Ta không muốn làm Lâm Dạc, cũng không muốn làm Cố Lâm Phong, hiện tại ta chỉ muốn làm Trương Dược Trần. Hai mắt Trương Dược Trần cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng ở chỗ sâu trong đồng tử lại lộ ra thần sắc kiên định. Ở thái âm cổ thành, cũng không phải bởi vì Trương Dược Trần say rượu mới bại lộ thương phận, mà chỗ sâu trong nội tâm của hắn sớm đã khát vọng làm lại Trương Dược Trần. Hắn không muốn làm bất luận kẻ nào khác. Tá Nguyệt Kim Thánh trầm mặc một lát, nói: Ngươi cần phải biết, Trương Nhật Trần là trọng phạm nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt. Dùng đội tình của Lưỡng Nghi Tông hiện tại còn không có cách nào chống lại nữ hoàng và triều đình. Mặc dù ngươi đã thành thánh, nhiều khi cũng cần thỏa hiệp, có chút lực lượng cường đại đủ để cho thánh giả trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đã như vậy, vì sao ta phải ở lại Lưỡng Nghi Tông? Trương Nhật Trần đứng dậy, hai tay ôm quyền, không người hành lễ với Tá Nguyệt Kim Thánh, nói: Đa tạ Kim Thánh xuất thủ cứu giúp, cũng đa tạ Lưỡng Nghi Tông đã từng tài bồi ta. Sau này nếu Lưỡng Nghi Tông có khó khăn,
Trương Dược Trần nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Nói xong, Trương Dược Trần quay người rồi đi. Tiểu Hắc cũng hóa thành bóng đen, nhảy vào ống tay áo của Trương Dược Trần. Tả Nguyệt Kim Thanh biết Lượng Nghi Tông đã không lưu được Trương Dược Trần, cũng biết cánh chim của Trương Dược Trần dần dần cứng, không cần dựa vào bất luận kẻ nào nữa. Chờ thương thế khỏi hẳn lại đi, Tả Nguyệt Kim Thanh nói. Không cần, ta có một sự tình quan trọng cần làm, thời gian rất gấp. Đợi giải quyết xong sự kiện kia, nhất định sẽ bái phỏng Lượng Nghi Tông. Đến lúc đó, hy vọng có thể tìm kiếm thánh, thỉnh giáo một ít tri thức kiếm đạo. Trương Dược Trần liên tiếp bước ra chín bước, mỗi dẫm một bước, kiếm ý trên người sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Xôn xao, dẫm ra bước thứ 9, kiếm ý trên người Trương Dược Trần chồng chất đến đỉnh phong, thân thể hóa thành kim quang phóng lên trời, biến mất ở xa xa. Thành Phong Thánh Giả nhìn Trương Dược Trần rồi đi, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, lòng buồn đói. Dùng tạo nghệ kiếm đạo của hắn, không được bao lâu, có lẽ sẽ trở thành kiếm thánh. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, hẳn sẽ là một đời kiếm đế mới. Sau lưng Thành Phong Thánh Giả, một lão đạo râu tóc bạc trắng từ trong rừng đi ra. Lão đạo mặc đạo bào màu trắng, cho người cảm giác tiên phong đạo cốt. Mặc dù là Tả Nguyệt Kim Thánh đang ngồi cũng đứng dậy, cùng Thành Phong Thánh Giả chắp tay hành lễ, nói: "Bái kiến Thái Nhất Tổ Sư." Kỳ thực, Thái Nhất Tổ Sư là cùng Tả Nguyệt Kim Thánh chung một chỗ tới Thái Âm Cổ Thành, cũng là Thái Nhất Tổ Sư muốn khảo nghiệm Trương Dược Trần, cho nên mới không cho Tả Nguyệt Kim Thánh ra tay trợ giúp Trương Dược Trần đối phó Tư Thần Kỵ Sĩ. Lúc trước, Tả Nguyệt Kim Thánh nói cho Trương Dược Trần có một nửa là nói dối. Trên người Tư Thần Kỵ Sĩ đích thực là có một bảo vật công kích, một khi dẫn động có cổ giết chết Trần Thánh, thế nhưng lại không giết được Tả Nguyệt Kim Thánh. Đội một công đói, Tả Nguyệt Kim Thánh muốn giết chết một Tư Thần Kỵ Sĩ cũng không phải việc khó. Tả Nguyệt Kim Thánh cẩn thận trông trước, cuối cùng hỏi: "Trong lòng đệ tử có nghi vấn, người hỏi đi." Thái Nhất Tổ Sư nói. Tả Nguyệt Kim Thánh nói: "Vì sao Tổ Sư ngăn đệ tử kích giết Tử Thần Kỵ Sĩ và Ngưu Bào Trưởng Lão? Chẳng lẽ muốn mượn tay bọn hắn tiếp tục ma luyện Trương Dược Trần?" "Không sai." Thái Nhất Tổ Sư nói. Trong nội tâm Tả Nguyệt Kim Thánh hiếu kỳ, cũng rất khó hiểu, dùng thân phận của Thái Nhất Tổ Sư, vì sao chú ý một tiểu mối như thế? Trương Dược Trần đích thực là thiên tư tuyệt đỉnh, có tiềm lực vô tận. Thế nhưng trong Lượng Nghi Tông cũng có thiên tài có thể sánh vai với hắn, ví dụ như Tiên Thiên Cực Dương Thể Cái Thiên Kiều cũng là kỳ tài vạn năm khó gặp. Nhưng lại không thấy Thái Nhất Tổ Sư coi trọng đàn như thế. Nếu nói Thái Nhất Tổ Sư và Trương Dược Trần không có từng quan hệ khác, Tả Nguyệt Kim Thánh nhất định là không tin. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Trương Dược Trần thực là Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước? Tả Nguyệt Kim Thánh biết rõ 800 năm trước Minh Đế uy chấn thiên hạ, từng ở Lưỡng Nghi Tông bái sư học nghệ, mà Thái Nhất Tổ Sư là sư đệ của Minh Đế, hai người đều là đệ tử của nhân vật truyền kỳ Lưỡng Nghi Tông, Người Pháp Đạo Tổ. Tả Nguyệt Kim Thánh tự nhiên không có nói ra suy đoán trong lòng, mà nói: "Thực lực của Tử Thần Kỵ Sĩ và Ngưng Bào Trưởng Lão đều quá cường đại, vượt xa Trương Dược Trần hiện tại. Dạng nhất xuất hiện ngoài muốn thì sao? Nếu thực lực của bọn hắn không đủ cường đại thì không có tư cách làm đám bài đao cho Trương Dược Trần." Thái Nhất Tổ Sư nói rất lạnh nhạt, thế nhưng Tả Nguyệt Kim Thánh và Thanh Phong Thánh Giả đều có thể nghe ra hắn tràn ngập tin tưởng với Trương Dược Trần. Loại tin tưởng này thậm chí đã đạt tới trình độ làm cho người khó có thể lý giải. Đi ra Lượng Nghi Tông, Trương Dược Trần hăng hái bay lên trị thần sương bạch, một đường hướng tây chạy tới lãnh địa của Thần Long Bán Nhân Tộc, Thần Mộng Trạch. Có lẽ tu sĩ thiên hạ đều cho rằng Trương Dược Trần đã chết ở dưới lôi kiếp, thế nhưng bức tượng thần điện lại có thể suy tính ra hắn còn sống. Có lẽ rất nhanh Tử Thần Kỵ Sĩ sẽ đuổi theo, cho nên Trương Dược Trần nhất định phải nhanh. Trên mặt Tiểu Hắc có chút vui vẻ, nói: "Người Lưỡng Nghi Tông thật sự là làm trở ngại chứ không giúp gì. Trương Dược Trần, dù sao bức tử thần điện có thể suy tính ra người còn sống, căn bản không cách nào đào thoát đội giết. Cần truyền tin tức người còn sống đi không, để tránh những người quan tâm người kia thương tâm rơi lệ." Trương Dược Trần ho khan một tiếng, khoe miệng chảy ra máu tươi, sau đó hóa thành một đường vòng cung, rơi xuống trên đỉnh một ngọn núi, tạm thời ngừng lại. Hắn che ngực, vận chuyển thanh khí, ngăn chặn thương thế trong cơ thể, nói: "Tạm thời không cần truyền đi." Tiểu Hắc hỏi: "Gì sao?" "Bất tử thần điện đúng là biết rõ ta còn sống, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không truyền tin tức đi. Trên người của ta có bảo vật bọn hắn muốn, chỉ cần người trong thiên hạ đều cho rằng ta đã chết, như vậy chỉ có bọn hắn tiếp tục tới giết ta mới có thể độc chiếm bảo vật trên người ta." Trương Dược Trần nói: "Địch nhân của Trương Dược Trần thực sự quá nhiều, chỉ là bất tử huyết tộc đã có chút không ứng phó nổi. Nếu thế lực khác cũng gia nhập trận doanh đuổi giết, Trương Dược Trần cũng không cần đi tìm cách điều chế Lục Thanh Đan Thiên Tổ và Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, chỉ sợ toàn bộ tinh lực đều phải dùng để chạy trốn." "Người định giấu giếm xuống như vậy, hiện tại chỉ sợ toàn bộ cung lương giới đều anh động,
tin tức không có khả năng không truyền đến trong tai những người quan tâm ngươi kia. Tiểu Hắc nói. Trương Dược Trần lấy ra 4 con phù truyền tin, phân biệt khắc chữ, sau đó đánh ra ngoài, nói tin tức hắn chưa chết, truyền cho 4 người hắn cảm thấy trọng yếu nhất. Sau đó Trương Dược Trần nói, đi thôi, tiếp tục chạy đi. Người bị thương rất nặng, không cần tiếp tục chống đỡ, bổn quan hàng phục một bang thú làm tòa kỵ. Tiểu Hắc tiến vào trị thần sung mạch. Một lát sau, hàng phục được một con tứ dược ngưng hạt cấp 6 thường đẳng. Thân hình tứ dược ngưng hạt dài hơn 20 mét, lông vũ màu bạc, trên người tản mát ra linh khí nồng đậm. Tốc độ phi hành đủ để đuổi theo một vị thánh giả hạ phẩm. Trương Dược Trần đi lên lưng tứ dược ngưng hạt, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực an dưỡng thương thí. Thời điểm Trương Dược Trần tiến đến thần mộng trạch, tin tức Trương Dược Trần vẫn lạc cũng truyền vào thần mộng trạch, chấn kinh tất cả cao tầng của thần long bán nhân tộc. Tộc trưởng đương nhiệm của thần long bán nhân tộc tên Ngao Dịch, bạc long bào, thoạt nhìn chừng 50 tuổi, tinh khí thần đo đủ. Ngao Dịch nhận được tin tức, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thật là thời buổi rối loạn, mỗi ngày đều có đại sự phát sinh. Mấy ngày hôm trước mới nghe nói Cố Lâm Phong trở thành tân nhiệm giáo chủ quý thần giáo, lúc này mới qua bao lâu, rõ ràng là truyền tới tin tức Cố Lâm Phong là thời không truyền nhân Trương Dược Trần, hơn nữa thời điểm độ sinh tử kiếp bị kiếp lôi đánh chết. Dù Trương Dược Trần chết, ít nhất cũng chém giết 3 vị thánh giả thượng phẩm của bất tử huyết tộc, tuyệt đối là kiêu ngạo của nhân tộc. Người nói chuyện tên Ngao Kính, là con trai trưởng của Ngao Dịch, cũng là thiếu tộc trưởng của thần long bán nhân tộc. Đó là thiếu tộc trưởng, nhưng niên kỷ của Ngao Kính đã không nhỏ, tiếp cận 200 tuổi, không lâu trước kia đã đột phá đến thánh cảnh. Ở sau lưng Ngao Kính đứng một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, nàng kia da thịt óng ánh trắng đỏn, dáng người cao gầy, bộ ngực cao ngất, trên đầu đeo thủy tinh ngũ quan thập sắc. Chỉ đứng ở nơi đó, hơi nước giữa thiên địa lại tự động hội tụ qua, nhìn cực kỳ thần thánh. Ngao Kính đã thành thánh, thế nhưng đứng ở bên cạnh nàng, tất cả danh tiếng đều bị nàng đoạt mất. Nàng chính là trưởng nữ của Ngao Kính, cũng là công chúa đẹp nhất thường long bán nhân tộc Ngao Tâm Giang. Trong đại điện, tất cả cao tầng của thường long bán nhân tộc đều minh bạch Ngao Tâm Giang mới là người kế thừa chính thức của thường long bán nhân tộc. Bởi vì thiên phú của Ngao Tâm Giang cực cao, có thể nói là đệ nhất thiên kiêu của thường long bán nhân tộc trăm năm qua. Đặc biệt nàng luyện một khối thường long cốt vào trong cơ thể, có người xưng thường long bán nhân tộc một vạn năm gần đây cũng không có ai thiên phú có thể so sánh với nàng. Có thể nói Ngao Tâm Giang là hội tụ ngàn vạn sủng ái tại một thân, trên người cũng có rất nhiều quan hoàng, không biết làm cho bao nhiêu thiếu nữ hâm mộ ghét ghét. Thế nhưng giờ phút này, hai con người của Ngao Tâm Giang lại đỏ hồng, cả người giống như mất đi linh hồn, ánh mắt ngốc trệ. Ngao Dịch phát giác cảm xúc của Ngao Tâm Giang rất không đúng, ân cần hỏi han, Giang Di, con làm sao vậy? Trong đại điện, cao tầng thường long bán nhân tộc khác cũng đều nhìn về phía Ngao Tâm Giang, rất muốn biết công chúa điện hạ luôn nhận khí bức người, tại sao cũng có thời điểm thức hồn lạc phách như thế. Ngao Tâm Giang cắn môi run giọng nói, Tổ phụ Trương Dược Trần, thực sự đã dứng lạc rồi sao? Ngao Tâm Giang đối với Trương Dược Trần tự nhiên là có cảm tình sâu đậm. Hai người đồng thời tiến vào Đông Vực Thánh Viện, theo thứ tự là kỳ tài kiếm đạo thứ nhất và kỳ tài kiếm đạo thứ hai. Ngao Tâm Giang không phục, khiêu chiến qua Trương Dược Trần lại bị đánh bại. Hai người bắt đầu từ đó nối tiếp cảm tình gút mắt. Bọn hắn cùng đi một linh cư giới linh lãm rèn luyện, trải qua không chỉ một lần sinh tử. Ở một linh cư giới, Ngao Tâm Giang bị trọng thương, Trương Dược Trần sử dụng Long Châu chữa thương cho nàng. Lúc ấy hai người từng có tiếp xúc cực kỳ thân mật, có thể nói không khác gì vợ chồng. Có lẽ Trương Dược Trần chỉ có nàng là một bằng hữu, coi như không tệ. Thế nhưng Ngao Tâm Giang lại sớm đã ám tình đại sinh, xem hắn là thần tượng, trong nội tâm cực kỳ sùng bái. Ở trong nội tâm Ngao Tâm Giang, Trương Dược Trần anh tuấn tiêu sái, làm người bằng phẳng, tâm tư kín đáo, thiên tư không ai bằng. Đối với địch nhân tuyệt đối không đương tay, đối với bằng hữu là cực kỳ hiền hòa. Tính cách hào sảng, bất luận bảo vật tu luyện trong quý gì cũng có thể lấy ra chia sẻ cho mọi người. Sau khi bái kiến Trương Dược Trần, Ngao Tâm Giang rốt cuộc không nhìn trúng bất luận thiên chi kiêu tử nào nữa. Ngao Tâm Giang biết Trương Dược Trần có vị hôn thê, cũng biết hắn và vị hôn thê cảm tình rất tốt. Bởi vậy, sau khi Lượng Nghi Tông từ biệt, không còn cùng Trương Dược Trần có bất luận liên hệ gì nữa. Thế nhưng nàng vẫn chú ý tin tức của Trương Dược Trần, chưa từng quên cái hôn ấy. Còn có từng chút kỷ niệm với Trương Dược Trần, mỗi lần nhớ lại, khóe miệng luôn sẽ mỉm cười. Mặc dù không thể ở cùng một chỗ, nhưng suy nghĩ một chút cũng không ai làm gì được nàng nha. Nghe nói Trương Dược Trần chết ở dưới lôi kiếp, Ngao Tâm Giang như bị sét đánh, làm sao cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Tổ trưởng ưu tú như vậy, làm sao có thể độ không qua sinh tử kiếp? Ngao Dịch nói, dùng thể chất của Trương Dược Trần tìm một hoàn cảnh yên tĩnh độ sinh tử kiếp, kỳ thực không phải việc khó. Thế nhưng hắn quá tự phụ, muốn một bên độ kiếp, một bên đối kháng bất tử huyết tộc, hắn đúng là cực kỳ khó lường. Anh dũng hơn người, giết lùi mấy vị thánh giả của bất tử huyết tộc, nhưng mình lại không gánh được kiếp lôi, cuối cùng tan thành mây khói.
Ngao Tâm Giang vẫn khó tin được sự thật này, bước nhanh đi đến bên cạnh Ngao Dịch, cầm lấy quan phù truyền tin. Xem hết nội dung trên quan phù, Ngao Tâm Giang giật mình chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sầu thảm, nắm ngón tay bóp nát quan phù truyền tin thành bụi phấn. Trương Nhược Trần cũng không phải người thủ phụ, hắn nhất định là ở dưới tình huống tư cố vô thân, bị bất đắc dĩ mới có thể đưa tới kiếp lui, đối kháng cường địch bất tử huyết tộc. Ngao Tâm Giang có thể tưởng tượng, ở Thái Âm Cổ Thành, Trương Nhược Trần nhất định là không được bất luận viện trợ gì, chỉ có thể dựa vào mình đi chiến, đi liều, muốn mở một đường máu. Đang hy vọng lúc đó mình ở Thái Âm Cổ Thành cỡ nào, dù không giúp được Trương Nhược Trần, ít nhất hắn sẽ không cô độc như vậy, ít nhất cũng phải cho hắn biết còn có người nguyện ý kề vai chiến đấu với hắn, dù chết cũng không từ. Rầm rầm, đại điện xuất hiện từng vòng thanh khí, một quân sĩ mặc áo giáp từ trong lòng đất hiện ra, quỳ xuống, trung khí mười phần, nói: Bẩm báo tộc trưởng, hai vị Thánh Long Sứ ở Tổ Long Sơn bái phỏng Thần Long Bán Nhân Tộc đã tới Thần Mộng Trạch. Thần Long Bán Nhân Tộc và Tổ Long Sơn sớm đã đoạn tuyệt liên hệ, bọn hắn phái Thánh Long Sứ đi vào Thần Mộng Trạch là có ý gì? Ngao Dịch nhíu mày, cảm giác Thánh Long Sứ đến cũng không phải chuyện tốt gì, chẳng lẽ náo động ở Ba Hoang Bí Cảnh đã lan đến gần khu vực biên giới? Không lâu trước, một thái cổ di chủng tu luyện tới đại thánh cảnh, trở thành thú hoàng chí cao vô thượng, muốn nhất thống Ba Hoang vạn tộc. Gần đây tất cả chủng tộc ở Ba Hoang Bí Cảnh giết đến lòng trời lở đất, sông núi đại giặc đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thần Long Bán Nhân Tộc ở giữa Đông Vực và Mang Hoang, thuộc khu vực biên giới Mang Hoang, căn bản không muốn lẫn vào đại náo động. Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ ở thời điểm nhạy cảm như vậy đi vào Thần Mộng Trạch, tự nhiên làm cho Ngao Dịch sinh ra suy nghĩ bất an. Nếu nói ông Dương Hải là thánh địa của Thần Long Tộc, như vậy Tổ Long Sơn là tổ địa của cả Long Tộc. Mặc dù ở toàn bộ Mang Hoang Bí Cảnh, Tổ Long Sơn cũng là địa phương làm cho tất cả chủng tộc mang thú kính sợ, giống như địa vị của Tam Đạo ở trong lòng tu sĩ dân tộc. Thường Long Bán Dân Tộc nói cho cùng cũng có bộ phận huyết mạch Long Tộc. Mặc dù hiện tại quy thuận Trung ương Đế Quốc đã hòa bình vào dân tộc, thế nhưng vẫn không dám đắc tội Tổ Long Sơn quá mức. Mời bọn hắn đến, nhìn xem Tổ Long Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Hai mắt Ngao Dịch lộ ra vẻ sắc bén, ngồi ngay ngắn, trên người hắn hiện ra 36 đạo long ảnh màu vàng. Thanh uy mạnh mẽ từ trong đại điện lao ra, một mực kéo dài đến bên ngoài mấy trăm dặm. Thánh Long Sứ của Tổ Long Sơn chính là hai Nhược Long có tu vi thánh cảnh, phân biệt gọi là Diệp Hoàng Thánh Long Sứ và Diệp Vân Thánh Long Sứ. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nhìn về phía trước, chứng kiến long khí hùng hậu từ trong đại điện dâng lên, không khỏi nói: Tu vi của Ngao Dịch còn cao hơn ta tưởng tượng không ít, hắn cố ý phóng ra thánh uy, đáng chừng là muốn chấn nhiếp chúng ta. Cho dù tu vi của Ngao Dịch cường đại hơn nữa, là có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám đối địch Tổ Long Sơn? Diệp Vân Thánh Long Sứ khinh thường cười nói, hai vị Thánh Long Sứ cũng phóng ra thánh uy, ở trên người bọn hắn tản mát ra vầng sáng đen nhánh, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên hắc ám, đôi tay không thấy được năm ngón. Gào, gào! Hai tiếng long ngâm truyền ra, tổng dân của Thần Long Bán Nhân Tộc đều cảm giác hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy hai long ảnh khổng lồ, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, lại có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người chúng. Đi tới trên không Thần Long đại điện, thân hình hai vị Thánh Long Sứ còn rút lại, biến hóa thành hai nam tử thân hình cao lớn, đáp xuống mặt đất. Bọn hắn mặc lưng giáp màu đen, trên lưng bọc ra hai cánh, đi vào Thần Long đại điện. Thần Long đại điện cũng trở nên hắc ám, chỉ có trên người Ngao Dịch phát ra long khí màu vàng mới xua tan hắc ám, khiến cho mọi người có thể thấy rõ dung mạo của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ và Diệp Vân Thánh Long Sứ. Thân hình Diệp Hoàng Thánh Long Sứ cao ngất, trên người có một cổ khí tức ngạo nghễ, nói: Lần này bản thánh sự tới Thần Long Bán Nhân Tộc chính là vì truyền đạt ý chí của Tổ Long Sơn. Hy vọng Ngao Dịch tộc trưởng có thể lập tức tổ chức một chi quân đội Ngư Long Cảnh phối hợp Tổ Long Sơn cùng một chỗ chinh phạt Ma Hoang Đông Cảnh, để lấy lúc bệ hoàng thống nhất vạn tộc, không thể thiếu chỗ tốt của Thần Long Bán Nhân Tộc. Phụ thân Ngao Tâm Giang là Ngao Kính, tính tình vốn thẳng thắn, nghe Thánh Long Sứ như ra lệnh cho Thần Long Bán Nhân Tộc, trong nội tâm tự nhiên cực kỳ không vui. Ngao Kính hừ lạnh: Dựa vào cái gì Thần Long Bán Nhân Tộc phải nghe theo mệnh lệnh của Tổ Long Sơn? Lúc trước Thần Long Bán Nhân Tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc, sao không thấy Tổ Long Sơn đứng ra cứu trợ? Nếu không phải Đường Hoàng phái ra quân đội trước áp cường địch, bây giờ còn có Thần Long Bán Nhân Tộc sao? Anh bắt Diệp Hoàng Thánh Long Sứ phát lạnh, trừng Ngao Kính nói: Người tính toán tâm bơ vậy sao, lại dám nghi vấn Tổ Long Sơn? Hai tay Diệp Hoàng Thánh Long Sứ kết ấn, một chưởng kích lên ngực Ngao Kính, trực tiếp đánh Ngao Kính bay ra ngoài, bành đụng vào một cây long trụ. Ngao Kính đã vào thánh cảnh cũng coi như cường giả nhất đẳng, thế nhưng đối mặt Diệp Hoàng Thánh Long Sứ công kích lại không hề có lực hoàng thủ. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ công kích có chưa ám kình, đánh cho cốt cách trong cơ thể Ngao Kính gãy hơn nữa, té trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Ngao Dịch ngồi phía trên, vốn muốn ngăn cản Ngao Kính miễn cho đắc tội Tổ Long Sơn, thế nhưng hắn lại không ngờ Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ bá đạo như thế, ở lãnh địa của Thần Long Bán Nhân Tộc
lại dám trọng thương thiếu tộc trưởng của thần long bán nhân tộc. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội đầy lộc uy. Hắn nhìn chằm chằm ngao kính đâm rạp trên mặt đất, cười lại một tiếng. Ha ha, thân thể rất cường hoành, tiếp nhận một kích của bản thánh là vẫn có thể còn sống. Diệp Vân Thánh Long Sứ lạnh như băng, đói. Nghi vấn tổ Long Sơn chỉ có một con đường chết. Diệp Vân Thánh Long Sứ từ trong mi tâm rút ra một cây long thứ, đâm tới ngao kính, muốn giết chết đối phương, chấn nhiếp toàn bộ thần long bán nhân tộc, từ đó làm cho bọn hắn học ngoan ngoãn nghe lời. So với ngao kính, ngao dịch lại tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ lạnh như băng, đói. Hắn là con trai trưởng của lão phu, cũng là thiếu tộc trưởng của thần long bán nhân tộc. Nghe nói như thế, Diệp Vân Thánh Long Sứ đâm ra long thứ ngạnh sanh ngừng lại. Tuy muốn lập uy nhưng phải có đúng mực. Giết chết thiếu tộc trưởng của thần long bán nhân tộc, cái kia không phải là lập uy mà là đút tổ ong vào vẻ. Mặc dù bọn họ là tổ Long Sơn Thánh Long Sứ, đáng chừng cũng rất khó còn sống đi ra thần mộng trạch. Con mắt Diệp Vân Thánh Long Sứ co rụt lại, như trước đâm ra long thứ. Phốc phốc. Chỉ có điều một kích này không có đâm thủng mi tâm của Ngao Kính mà là đâm vào ngực. Ngao Kính bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết. Tổ Long Sơn các ngươi thật bá đạo, là muốn bức thần long bán nhân tộc triệt để thoát ly long tộc sao? Ngao Tâm Nhàn chứng kiến phụ thân bị đinh trên mặt đất, thu hồi bi thống trong lòng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra lửa giận hừng hực vọt tới. Đang bắt lấy long thứ màu đen, bộc phát ra lực lượng cường đại. Dám động long thứ của bản thánh sử, ngươi là đang tìm chết sao? Ánh mắt của Diệp Vân Thánh Long Sứ co rụt lại, năm ngón tay tạo thành trảo hình, phóng ra khí kinh sắc bén, chụp vào đầu lâu của Ngao Tâm Giang. Vừa rồi hắn muốn lập uy nhưng không thành, giờ phút này thấy Ngao Tâm Giang chủ động lao tới, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội này. Nàng là trưởng công chúa của thần long bán nhân tộc, các ngươi cũng muốn giết sao? Thanh âm của Ngao Dịch càng thêm âm lãnh, một chưởng vỗ vào trên bàn, đã đến biên giới nổi giận. Nàng là trưởng công chúa của thần long bán nhân tộc. Diệp Vân Thánh Long Sứ thực vất vả ngưng tụ ra sát khí, ở trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, vội vàng thu thủ trảo. Hắn lùi trở về, cẩn thận dò xét Ngao Tâm Giang, hai mắt có chút sáng ngời, thầm nghĩ quả nhiên là một tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thái độ của Diệp Vân Thánh Long Sứ phát sinh cải biến, hàn khí trên người hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, đói. Nghe nói nhà công chúa đã luyện hóa được thần long cốt, sắp tu luyện thành chân long thể, hôm nay vừa thấy quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục, trên người công chúa điện hạ đã có chân long thần dẫn. Ngao Tâm Giang dùng cao kính lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn với hai vị Thánh Long Sứ. Diệp Vân Thánh Long Sứ cũng không tức giận, tiếp tục nói: mấy ngày sau tôn tiên Ba Long điện hạ sẽ giáng lâm thần mộng trạch, hắn hy vọng có thể cùng công chúa điện hạ một mình gặp mặt, cùng nhau nghiên cứu chân lý của chân long thủy. Cái gọi là chân long chính là thành viên của thần long tộc, xưng hô trước khi thành thần, sau khi thần long tộc diệt sạch sẽ không có bất luận long tộc nào dám tự xưng chân long. Thế nhưng cũng có một ít hộ vệ có huyết mạch thần long, có thể tỉnh lại huyết mạch ẩn núp trong người, tu luyện ra chân long thể có thể so với thần long còn nhỏ. Ngao Tâm Giang thiên tư trác tuyệt, ở dưới Trương Nhật Trường và Tiểu Hắc trợ giúp, cách chân long thể đã càng ngày càng gần. Căn cứ chư thánh của thần long bán nhân tộc phỏng đoán, chỉ cần Ngao Tâm Giang chịu đựng qua trưởng thánh tam kiếp tẩy lễ, có thể làm cho thể chất hoàn toàn dung hợp với huyết mạch thần long, từ đó làm cho chân long thể đạt đến đại thành. Ở dưới thần long bán nhân tộc toàn lực bồi dưỡng, tốc độ tu luyện của Ngao Tâm Giang cực kỳ kinh người, đã vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ nhất. Ngao Tâm Giang là đệ tử thông thiên ba long nhìn trúng, tương lai rất có thể sẽ trở thành tân quý của tổ Long Sơn. Hai vị Thánh Long Sứ tự nhiên không dám đắc tội. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đứng dậy nói: thần long bán nhân tộc vốn là một thần tử thuộc về long tộc, nên vì nghiệp lớn của tổ Long Sơn mà ra một phần lực. Chúng ta cho tộc trưởng đại nhân dài ngày cân nhắc, đợi đến lúc thôn thiên ba long điện hạ giáng lâm thần mộng trạch, hy vọng tộc trưởng có thể cho ra một câu trả lời làm cho tổ Long Sơn thỏa mãn. Hai vị Thánh Long Sứ đi ra thần long đại điện, nhưng không có ly khai thần long bán nhân tộc mà tạm thời ở lại thần mộng trạch. Cao tầng của thần long bán nhân tộc tất cả đều rất phẫn nộ. Thánh Long Sứ của tổ Long Sơn cũng quá bá đạo, một lời không hợp liền trọng thương thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta buông tha bọn hắn như vậy sao? Một đại hán tinh tinh đóng đại trầm trọng nói. Một vị trưởng lão của thần long bán nhân tộc hít một hơi. Tổ Long Sơn từ xưa đến nay đã tồn tại, ai cũng không biết nội tình của bọn hắn thâm hậu đến cỡ nào. Thời kỳ Trung Ương Đế Quốc cường thịnh nhất, có lẽ tổ Long Sơn còn có kiên kỵ. Nhưng hôm nay nữ hoàng mất tích, Trung Ương Đế Quốc bộc phát nội loạn, toàn bộ quân lưu giới, tổ Long Sơn đã không sợ bất kỳ thế lực nào. Nếu thần long bán nhân tộc khiêu chiến tổ Long Sơn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ở đây tu sĩ thế hệ trước đều tin tưởng tổ Long Sơn cường đại đến cỡ nào, bởi vậy cực kỳ lý giải tại sao tộc trưởng lại ẩn dẫn. Không phải không đối phó được hai vị Thánh Long Sứ, mà là sau khi đối phó hai vị Thánh Long Sứ dẫn phát hậu quả, rồi có thể sẽ để cho thần long bán nhân tộc diệt tộc. Tộc trưởng, chúng ta thực phải nghe theo tổ Long Sơn hiệu lệnh sao? Một vị thánh giả thần long bán nhân tộc hỏi.
Tổ Long Sơn căn bản không coi Thần Long Bán nhân tộc chúng ta là thành viên Long tộc, cảm thấy huyết mạch của chúng ta đi tiện, chỉ muốn chúng ta trở thành phá hôi mà thôi. Nghe theo Tổ Long Sơn hiệu lệnh, Thần Long Bán nhân tộc chỉ biết đi về phía tự do. Không sai, Tổ Long Sơn chỉ coi chúng ta là phụ thuộc và nô bộc, cho dù chết cũng không thể bán mạng cho bọn hắn. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Thần Long Bán nhân tộc, Ngao Dịch cũng tâm loạn như ma, cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Không nghe Tổ Long Sơn hiệu lệnh, nhất định sẽ bị trả thù tàn nhẫn. Nghe theo Tổ Long Sơn hiệu lệnh, tương lai của Thần Long Bán nhân tộc cũng một mảnh hắc ám. Lại có người đưa ra nghi vấn. Thuận Thiên Ma Long chính là tân quý được Tổ Long Điện toàn lực bồi dưỡng, có cơ hội trở thành bệ hoàng thứ hai. Thân phận địa vị tôn quý như thế, vô số lại đến Thần Long Bán nhân tộc. Chẳng lẽ thực gì công chúa điện hạ sao? Ngao Dịch nhìn Ngao Tâm Giang phát ra tiếng than nhẹ, nói: Giang Nhi, con ly khai Thượng Mộng Trạch trước, về Đông Dực Thánh Viện tu luyện đi. Không, con không đi. Ánh mắt Ngao Tâm Giang kiên định, nói: Hôm nay là thời kỳ Thần Long Bán nhân tộc nguy nan nhất, làm trưởng công chúa con làm sao có thể đào tẩu. Ngao Tâm Giang cũng không ngu xuẩn, đã đoán ra tổ phụ sẽ không khuất phục Tổ Long Sơn, kế tiếp rất có thể sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến. Ngao Dịch khuyên nhủ: Đợi Thuần Thiên Ma Long đi vào Thượng Mộng Trạch, dù con muốn đi khả năng cũng đi không được, hiện tại không phải thời điểm bốc đồng nên học giấu tài. Dạ dạ, ngài không cần khuyên con nữa, con muốn cùng Thần Long Bán nhân tộc sinh tử tồn vong. Ý chí của Ngao Tâm Giang cực kỳ kiên định, làm ra quyết định sẽ không cải biến. Ngao Tâm Giang mang theo Ngao Kính bị trọng thương lui xuống, đi ra Thần Long đại điện. Ngao Dịch biết tính cách của Ngao Tâm Giang nên không có bắt buộc nàng, mà bắt đầu suy nghĩ sách lược ứng đối kế tiếp. Chỉ có Trung Ương Đế Quốc mới có thể đối kháng Tổ Long Sơn, vì vậy Ngao Dịch lập tức viết xuống một phong thư, phái người đưa tới Đông Vực Thánh Vương phủ. Đồng thời Ngao Dịch lại viết một ít thư khác, mời thế lực có giao tình với Thần Long Bán nhân tộc, hy vọng bọn hắn có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Thần Long Bán nhân tộc một tay. Vô luận tương lai có thể bộc phát chủng tộc đại chiến hay không, ít nhất phải sớm làm chuẩn bị tốt nhất. Trương Dực Trần sẽ bằng ở trên lưng Tứ Dực Ngưng Hạc, một bên chạy đi, một bên an dưỡng thương thế. Tốc độ phi hành của Tứ Dực Ngưng Hạc nhanh kinh người, đủ để so sánh với thánh giả hạ phẩm. Chỉ một ngày, một đêm đã bay ra Trụy Thần Sơn Mạch, đến biên giới Đông Vực, càng ngày càng tới gần Ban Hoang Bí Cảnh. Hô, Trương Dực Trần thở ra một hơi thật dài, đứng dậy, hoạt động hai tay. Hết tập 244, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.